Hiện tại thì mình có khoảng hơn 40 lao động khuyết tật, tức là công ty thì cũng đặt mục tiêu là sẽ đạt khoảng 12% tổng số lao động thì sẽ là lao động khuyết tật. Tuy nhiên thì thời điểm này cũng chưa đạt được cái mục tiêu đấy, nó mới chỉ đạt được khoảng tầm 11%, hay là khoảng độ hơn 43. Chị có thể nói rõ hơn một chút về những cái điểm tích cực của người lao động khuyết tật khi mà làm việc tại công ty không ạ? Cái điểm tích cực thì nhiều lắm. Đấy, cái điều đầu tiên như mình nói là cái cam kết của các bạn đối với công việc rất là tốt, cho nên là cái sự trung thành của các bạn thì phải nói là tuyệt vời. Với khoảng hơn 40 lao động khuyết tật đấy thì chính là các bạn mà gắn bó với công ty từ ngày đầu đến bây giờ, chỉ có duy nhất hai trường hợp là đã nghỉ việc. Thì một trong hai trường hợp là trường hợp bạn Vân bây giờ đã là giám đốc của trung tâm nghị lực sống, thì bạn ấy nghỉ việc là để bạn ấy bạn ấy hỗ trợ những bạn khuyết tật khác đấy. Thế thì đấy là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là các bạn ấy làm việc tương đối là tập trung, họ không có bị dễ phân tán như các bạn bình thường khác, bởi vì họ rất là say mê, rất là yêu công việc, nên là họ không có bị lan man trong cái thời gian làm việc, thì họ rất tập trung, và do vậy thì cái hiệu quả, cái năng suất làm việc của họ cũng rất là tốt. Một cái gián tiếp, cái tích cực gián tiếp đấy là cái nghị lực của các bạn, cái quyết tâm của các bạn thì là cái nguồn động lực không nhỏ cho những cái bạn khác, bởi vì các bạn thấy rằng là các bạn khuyết tật đến đây mà vẫn làm việc tốt được như vậy thì tại làm sao mình là những cái người bình thường mình lại không thể làm được như vậy. Hay là cũng có những cái điểm tích cực khác nữa, như là khi mà tất cả các ứng viên tham quan website công ty hay đến thăm công ty nhìn thấy ở đây có rất nhiều bạn lao động khuyết tật, thì người ta cũng có một cái nhìn nhận rất tích cực rằng là cái môi trường làm việc của công ty rất là tốt, công ty rất là nhân văn, và cái đấy chắc chắn là công ty được hưởng lợi từ cái điều đó. Và khi những ứng viên mà người ta thực sự quan tâm đến cái nhân văn của công ty như vậy thì họ bản thân họ cũng là những người rất là tốt, đúng không ạ? Và nhờ vậy thì công ty cũng rất tin tưởng khi mà tuyển dụng những cái nhân viên như vậy. Ngoài ra nữa thì khi có các nhân viên khuyết tật ở đây thì các bạn khác họ cũng rất tích cực trong việc hỗ trợ giúp đỡ các bạn ý. Ví dụ như là giúp các bạn khuyết tật vận động, hay là giúp đỡ các bạn khiếm thính, vân vân, trong những cái sinh hoạt bình thường hay khi tham gia các hoạt động tập thể. Thế thì nó cũng giúp xây dựng cái tinh thần đồng đội, tinh thần đội nhóm rất là tốt.